lên cái ồn ào loáng vang lên nhà đi cùng trang phong thành nhà ồn tương chế anh sau anh kha ồn mẹ hạt ruộng nạt bó cho vui hài ồn trang chế bây giờ đã gặp mà rồi thôi họ đi họ quỳ họ mừng hôm nay anh hà ta ùn nắng mưa vàng ùn nước gặp mà em nga ùn nga mang nga quỳ nhớ vàng cho thế nga ùn được vội được chẳng biết mà có sợ tại chẳng muốn ra rằng thì chẳng tâm hơn là đôi hay ôn ơi em ơi em ngó mà ta biết đã ngay anh đang nói cho ta quan phong em thương đại thì anh chăm mến là rõ ràng thầy uốn vừa đẹp mà vừa hiền chắc rằng uốn hà ta thầy chiếu anh họ con người uốn gặp mà anh uốn ba hệ kia ba hệ kia đã liêu mô cha cô đã nề ngã thì em thì à rồi rồi họ người anh từ đến đã ta hòa bình luôn già vừa ta vừa chiếu anh hỏi ôn ơi I'm
hỏi gia đình tôi đến giờ un hỏi rõ ràng với mà để bù
chán phong thành nhà con người ung ơi. Hoài à chi à nhà hoài tâm à hoài tâm ê nhà chờ hoài bè ta hoài bao na hoài con ai à ê nhớ ê nhớ hoài thờ ta hoài tha chẳng phải mười sàm đôi mươi đỡ hạt đi hạt liễu cùng nhau hay ôn ơi à ê nhà hoài rồi à ê nhà ơi đỡ ôn à họ toàn to lời bố cha với ai à ê ơi thì ê nhà hoài vậy à ôn ơi thầy ôn đấng à bên kia thăm quỷ quan ở mương nơi nó ôn bù à em con ê nhà hoài nhà đâu na bố lại liên chẳng cho đỡ cho quan à mà thiên đôi hà đại ơi nhà hoài ta chưa rõ chưa răng ún gà bồ thực cả em chẳng mắt khoang con ơi ún ơi ún à họ bố rõ huế trắng quê hương chọn cao đời nhà trang biết ngày ra nề nhà ôn bù à rồi rồi ngày nọ nhà vừa xóm cao quê nam đời bảo dùng à luồng láng con gà ôn ơi mà mường à ôn na đợt đã được à mường à thương à quanh qua cỏ nhỏ em về mang thương luôn à rồi em buồn già đã bù à quê mương em họ đã đi chưa đi nhà quê nắng chưa bận có khốn khó hay răng ra sao hay ôn ơi ta quê lang ro mây chưa tỏ xin nắng la chi ôn bù à em con ê nhà hoài đâu na bố lại chăng đâu em mà ta rõ mà ta răng ôn à yo đại à ơi bố sợ ta cho chàng ngay nọ anh đi nhà xóm láng hoay xin con ơi ôn ơi mà ta hát lời bơ bằng ơ là có lá vui thế na ôn chỉ nhà thù cả cái tầm mà lòng mang mắng sương bù rò bù răng
chơi con người buôn nơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sau mày vừa nùng à vừa lang hoay xin này buồn nơi cha xin nhà mẹ để xa trăng đánh xin là đợi nhiều buồn đinh la ê nhảy buồn nơi lắm muốn ra cứ hỏi vần đinh la em hãy ôn nơi ngày nó bao giờ ôn nơi đỡ em quỳ anh rơi mong chưa cùng người ôn nơi ôn à nhường lối đỡ cho bạn khả cả nó lưỡi lên thầy muốn nơi nhà ni uống cho hết đã nhiều hết đỡ thương nhung anh nhường tiếng nhường lời uống thứ măng bùa chẳng khi nó hết ta sáng lối rõ mây thà nhường cho bạn cho bé ơi nó hay à nó ơi đưa cả kia em nhường
thiêng à nhường à nơi xin à em à nhớ mãi à cái này hôm nay cô ngài à em ơi được khi nhường thiêng à nhường nơi ngày nó mặn nhớ em vừa chân hình đời lệ hò đôi mê nhăn chơi ai uống nơi đang vui lại đỡ trả giấy đàn đang thương đang nhổ vài tan thôi hà đã chờ em bây giờ tạm biệt ta chia thay mỗi người mỗi ngả về quê giờ buồn nơi là mấy những tiếng những lời đưa cho đôi cả nó đôi đã chơi bây giờ em nhớ được khi nhau tiếng những lời câu nhà chủ lại một lời cho em cô ngài à em nhớ buồn nơi cứ chúc à cứ chào đưa em nhà ghi lệ là bao lòng tim mày à buồn nơi em nhà bé ông à chúc à cho là chỉ nhớ ba hẹn gặp lại ngày nào mà hồ cả cô nhà em bọn cô ngài à em ơi buồn nhà đã chúc à đã chào nghe nói em nhớ em rơi lắng nghe xem hà ta nghe đi chú ba em nhà bù đà mày à ba đi nghe nó mang hà nhớ em đi biên thư cô ngài à em ơi cảm ơn ôn chú cả ôn chào bây giờ ông ấy nói về nhi chẳng á thứ chẳng á biết là chi ngày đó mang nhớ hà lê điện thoại hà rơi điên nhau hơi ôn nơi em nhà thương cho ôn số ba bố em ra mà gọi ôn chào đô theo em này đừng răng bình thì à nói cho răng bình thì à cái chốn răng cho hay à uốn nơ là răng à đeo đi à cho loan à cho sông bọc à đẹp à bình doan lên nhà ra nề nhà em nói sao cho ta tâm lòng nói sao cho ta mối tình qua bây giờ tâm biết nơi đi đưa nhường chàng nhường lối ơi nói nơi tay đã mà biết ta nhà ơi xin ai nhà cứ nhớ cái ngày từ đâu khi nói như à ôn nắng nhỏ lẽ vừa chân hình đời lệ ngò à ôn mình hát hay bông giờ ôn ơi đến hẹn lại lên thôi. Rất cảm ơn hai nghệ nhân anh Đình ở Thanh Hóa và em Nhiên ở Quảng Bình để tiếp nối cặp thứ ba. Xin mời nghệ nhân em Hiền, em Hiền hát với một nghệ nhân ở Thanh Hóa. Xin mời anh của Thanh Hóa lên tiếp tục hát với em Hiền ở Hòa Bình. Và chiều hôm nay chỉ có hát tiếng Mường giữa Hòa Bình và Thanh Hóa. Xin mời em Hiền lên, em Hiền đây, em lên nè. Em Hiền có hát từ bây giờ hay đền cho em?
Xin mời người dân Thanh Hóa chúng ta lên ạ. Anh Hào hay là anh Nguyệt? Nguyệt ạ. Anh Nguyệt ơi. Xin mời anh Nguyệt lên trên khấu ạ. Ngại lắm, anh vừa mới ngồi ăn rồi. Xin mời anh Nguyệt. Xin mời em Hiền ạ. Em Hiền, anh Nhìn ơi. Cổ vũ cho em Hiền bước lên trên khấu ạ. Cổ vũ ơi các bạn ơi. Xem một chuyện tay vỗ tay cổ vũ ạ. Xin mời anh Nguyệt em. Anh không ăn đâu. Anh ăn rồi. Xin mời em hay thì ta hát trăm bài mà không hay ta hát một hai bài là có vui thôi. Xin mời em Hiền ạ. Anh hát đi em, từ đây em về điện thoại em quay lại. Xin mời em. Xin mời ôn bàn hòa bình nhà bược lên trần câu cho bàn mình hát trôi cũng là bạn. Bài bằng nhân hôm nay mọi nhà hát cho mình cổ vũ nào hôm nay ngày sụt nhà ngày lên nhà cho em gặp ma hồn hãy đi hát chơi là giò na chờ xin là phép bố mẹ chợt lòng á nhà cho thâu nàng dùng lát lo ngày này cưng bố mẹ ok xin là phép nhà mang chờ để hoa ngồi cho hát đã dùng đôi lời ngày này cũng lại nhà ơi xin phép má tất cả chút lòng ở nhà buồn thay xa rung cho hoa má hát trời đã già ủn ơi chưa chúc cho con cho nhà mình làm mà năm hành cuộc đời mình nát lòng ra rồi nhà thôi chờ con nó nửa ủn na hơi à mình trông hai nhà phúc vương bên trăm năm đã già ổn ơi chờ thì mình nhé đã dòng chỗ lá thôi nhà ơi khoai mà ó cặp ngày nó mà thương ra rồi nhà ơi chúc xuân anh phục chờ muôn năm mà cho em gặp ba ôn la lo hát trời ra giờ nó ơi chờ ngày mê nhá gặp ba cho mà lại á ca đời mê nhá hát đã dùng lá lo rồi nhà ơi chờ con nó nửa đậu na ơi được hát na dùng lá to cho bụi ra giờ ủn chờ lâu ngày mới nhớ gặp na cho lại á khai nhà ma cho nói nhớ mà quê chẳng ai nhà ơi cảm ơn là cái tâm lòng nàng mang thương hỏi sức quê vừa chặt dao như sửa đại nói
thời gian còn có nó hơi đưa nỗi tiệp vài lưới cho bụi đã già mà đã rằng thôi ra mà có nè nhá còn đâu mà bà nà có mà phương ta trôi ra vậy ai nhà ơi để nhà ni mình dưng thiêng dưng lời để mà chúc cho con cài nhà mình lắm năm ra rồi nhà ơi chúc cho xuân châu mình chúc cả rồi nhà rồi cứ hạt vài lối góp bụi đại lâu ngày mình nhớ gặp lại anh mà cho un chúc chữ ca khỏe nhà mà càng ngày càng thay đại nhà cảm ơn đã cái tâm lòng nàng nhà mặn sương chúc thì em trang ngã tìm đại nọ chúc em nhà chữ ca khỏe trôi giao ngày càng xin nhà đẹp và đưa má đại đại nhà ai u na về u na chú ca u na chào chào em ô la ya ya ta ra hoa tình thương đại nhà ai u na về em chẳng à cho về xây cầm đằng lại à điều vui hát chơi đau nó ơi cho về y đun con ở nhà má về ta tựa thật là mang thương đại à tựa ơi alo un về em như à em nhà tiên chẳng phải lại bỏ ngà đang chân đi theo đàn em ngủ nơi un về ôn đều em nhà chúc mà đổi tâm mà khi nó mắng ngã nhờ nó nắm con thầy đại ôn ơi chứ ca mà ơn em nhà chúc đổi ớt lắm khi nó mắng ngã nhờ em nhà nắm mắt con em gái nhà hay về là mừng làm mà vui nôn em ùn bêu em nhà tăng bụt vang khi nó mắng nhờ ùn áng biên từ con ngày ùn ơi cho cả mà ơn em nhớ tăng bụ tơ vang thì nó mang nhớ u nà nàng biên thư đại nhà ơi u nà về u nà chú cả cương hôn nhà dòng về vòng vợ chung cùng xoài đại nhà
Rất cảm ơn ạ. Đúng là hôm nay vui thật là vui. Vui từ ngã bảy, ngã ba vui về. Vui đến chương trình tại sân khấu trường quay của nhà nghệ nhân Bùi Bảy ạ. Giờ rất cảm ơn đôi nghệ nhân đã hát tặng nhau và cũng là món quà tặng cho nhau trong trong dạp của sân khấu buổi trưa hôm nay. Và tiếp nối chương trình ca mối nhạc để hát tiếng mường chúc nhau, chúc gia đình. Xin chân mời tần quý mời hai dòng ca rất tuyệt vời, đó là dòng ca của anh Định và dòng ca của em Ngân. Sân khấu để vũ ạ. Xong em Ngân và anh Định xong, dòng ca anh Vững và dòng ca em Loan.